Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Nguyên thần. Thần tử nghe lén tiếng lòng của ta, bức ta thành thân dịp tịch quá tại công tác, xuyên qua nguyên thần thế giới, giáng lâm lúa vợ. Bởi vì tiếng lòng bị bác trọng thần tử nghe lén, vì thế bị mang về minh thần đại xã. Là tổng giám đốc của nguyên thần năm đó, điều dịp tịch không ngờ tới chính là, anh lại bị nhân vật mình sáng tạo trêu chọc. Trong lúc hắn lơ đảng, hắn có thể lợi dụng nhựa cây thu thập đột phá đạo cụ sự tình, bị các mùi tử biết được. Đẳng cấp cao nhất cấp 40 không thể đột phá. Không có vật liệu đột phá, làm sao trở nên mạnh mẽ. Thần Lý Lăng Hoa Tịch, ta đã đến đính hôn tuổi, thỉnh hảo hảo nhìn xem ta. Cam Vũ Trong công việc bận rộn, làm bạn với tịch mới có thể khiến tôi cảm thấy an tâm. Thân Hạc Người cởi khóa dây đỏ chỉ có một mình ngươi mà thôi. Bác trọng thần tử. Muốn rời khỏi đạo thê, liền cùng ta thành thân. Hồ đào. Tôi muốn hợp tán với tịch. Đùa thôi Yuri. Cư nhiên chạy trốn. Thù này ta nhớ kỹ. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 tư thích tự xông vào nhà dân tắm suối nước nóng thần tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương không hai. Thần tử luống cuốn. Hắn rời đi cây lúa vợ đi câu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Thần tử hoảng Hắn rời khỏi vợ gạo đi thông đồng với nữ nhân khác thì làm sao bây giờ? Dịp tịch hít sâu mấy hơi, mỗi lần nhìn thấy nụ cười dịu dàng dáng vẻ đó của thần tử hắn đều không nhịn được hung hăng mắng vài câu cáo vụn ba năm qua hắn thật sự mệt mỏi đừng tưởng rằng có một mỹ nữ như hồ tiên ở bên cạnh là một chuyện tốt hồ ly này thích nhất chính là trêu cật người hơn nữa không biết vì cái gì nữ nhân này giống như là hắn trong bụng con dung mặc kệ hắn nghĩ như thế nào dù sao cũng trốn không thoát lòng bàn tay người ta hắn vẫn muốn hòa nhau một ván đáng tiếc không có một lần có thể thành công bất quá hắn cũng không có tính tình nếu không là vị này bác trọng đường tổng biên đại nhân nể mặt hắn cũng không có khả năng dựa vào biên soạn tiểu thuyết nhẹ cùng làm tranh minh họa trở thành tác giả tiểu thuyết bán chạy nhất bác trọng đường cho nên hắn chỉ có thể mang ơn tác phẩm mới có một ít đầu mối tổng biên tập đại nhân xin phép hai ngày dịp tịch mở hộp cơm ra đặt lên bàn đá trong chòi nghỉ mát ăn cơm đương nhiên phải có cảnh đẹp làm bạn tiểu thiên địa này có thể nhìn thấy phong cảnh mỹ lệ của minh thần đại xã anh đào làm bạn gió núi khẽ vuốt nhiều là một chuyện tốt a à? chắc chắn không phải vì một con cáo đang tắm bên cạnh diệp tịch ăn hết ba miếng cơm ăn cơm bác trọng thần tử đương nhiên nghe được tiếng lòng của diệp tịch cười thầm thật ra cô biết diệp tịch là một người rất có giới hạn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn với cô ấy. Cũng chính vì vậy, cô mới lần lượt muốn đi thăm dò điểm mấu chốt của dịp tịch. Rầm rầm. Trong suối nước nóng, sóng xanh dập dờn, một vần trăng tròn lay động trong hồ. Sương mù mờ mịt tản đi, bác trọng thần tử rời khỏi suối nước nóng. Khi nhìn lại, một thân thần quan phục trắng noãn đã cuốn ở trên người, cái đuôi lông nhung ở phía sau rung lên một cái giật mình, bọc nước văng khắp nơi một trận yêu lực khí tức khô ráo truyền đến từng mùi vị này là đậu hủ dầu của ô hữu đình bác trọng thần tử giống như là biến thành người khác tiến lại gần lúc ban đầu cô chính là người bị đậu hủ dầu dụ dỗ thiết lập này quả nhiên không thay đổi dịp tịch thầm nhũ trong lòng lúc ấy chế định bác trọng thần tử nhân thiết lập đám hậu bối kia vì chế tạo một nhân vật khiến mọi người yêu thích còn cố ý tới thỉnh giáo hắn cho nên đối với bác trọng thần tử hắn vẫn là rất hiểu rõ tuy rằng rất muốn phủ nhận chuyện này nhưng hắn đúng là một nhân vật được hậu bối của mình chế tác ra đùa bẩn trong lòng bàn tay a ô a -o ăn hết một khối đậu hũ bác trọng thần tử mắt đẹp xoay chuyển đem một cái đuôi tiến tới trước người lúc này cái đuôi bởi vì vừa mới ngâm mình đã trở nên khô ráo bồng bềnh tựa hồ mềm mại cái đuôi màu lông đẹp như vậy muốn sợ một chút không dịp tịch chép miệng không để ý dù sao câu tiếp theo của vụn hồ ly này nhất định là tràn ngập nghiền ngẫm. Nghĩ hay lắm. Nhưng mà làm hắn thật không ngờ chính là, một giây sau, hắn liền cảm nhận được một cái đuôi ở phía sau lưng của mình vuốt ve mà qua. Cái loại xúc cảm lông nhung này đảo qua, lưu lại ngứa ngáy nhàn nhạt. Điều này làm cho hắn theo bản năng ưỡng thẳng lưng, ngay cả bát trong tay cũng thiếu chút nữa bay ra ngoài. Mà khi hắn có chút tức giận nhìn về phía bát trọng thần tử thời điểm, lại phát hiện cái này nghịch ngợm nữ nhân, lúc này cư nhiên khuôn mặt xinh đẹp đỏ sẫm. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nữ nhân này thiết lập, tự hồ cái đuôi là phi thường mẫn cảm tới. Chính là bởi vì cái này, cho nên bình thường cái đuôi đều thu lại. Chơi quá mức. Bác trọng thần tử nhanh chóng thu hồi cái đuôi, trong lòng kịch liệt nhảy lên vài cái. Tuy rằng bình thường luôn làm bộ như không thèm để ý khiêu khích dịp tịch, nhưng cô chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Nói thật, cô vẫn sợ. Lén liếc mắt nhìn khuôn mặt tinh mâu của Diệp Tịch, cô vội vàng ăn một miếng đậu hũ, ra vẻ bình tĩnh. Bầu không khí tinh tế này khiến Diệp Tịch có chút nghèo nạn, không biết nên nói gì. Vì thế cũng vùi đầu ăn cơm. Minh Thần Đại xã lúc này không có ai, chỉ có mấy con cá ở trong hồ nước phun bong bóng. Không khí có chút oi bức. Diệp Tịch thở dài, vứt tạp niệm đi đối với chính mình cùng hậu bối liên thủ sáng tạo nhân vật cảm thấy động tâm ta nhất định là căn gân nào có vấn đề thần tử bên cạnh nghe được tiếng lòng của diệp tịch trong lòng đột nhiên có cảm giác trống trải cô có chút tức giận có vấn đề gì với việc yêu thích nhân vật mà bạn tạo ra lúc trước ngươi chơi nguyên thần không phải còn đem id của mình gọi lão công sao bị cam vũ của liên nguyệt gọi là chồng bị ngọc hành tinh khắc tình gọi là chồng thậm chí cả khả lị đang lúc trong lòng nàng có chút ăn ngon lại nghe được thanh âm tính toán thời gian câu chuyện sắp bắt đầu rồi thế giới này là huỳnh hay là không người này là nhân vật do người chơi điều khiển hay là nhân vật có ý thức bản thân đây nếu như không phải người chơi điều khiển nhân vật có thể đánh không lại phong ma long hay không có chút lo lắng a à? nếu không đi muôn ra xem thử sớm tiếp xúc với người ta một chút nhìn vẻ mặt ưu sầu của dịp tịch bác trọng thần tử cũng đang tính toán về chuyện này cô đã nghe tiếng lòng của dịp tịch vô số lần dường như là có nhân vật chính mới muốn xuất hiện sau đó cứu vớt bảy nước nhân vật chính có thể được thiết lập bởi một người gọi là người chơi có người sẽ chọn anh trai trống không có người sẽ chọn em gái huỳnh nếu bọn họ xảy ra vấn đề thế giới này rất có thể không thể vận chuyển tiếp hai lúc trước không hòa huỳnh là do tôi tự mình vẽ lúc làm mẫu cũng có tham dự hai huynh muội này quả thực giống như con gái tôi nếu không có người chơi điều khiển các nạn có gặp nguy hiểm hay không lúc trước dịp tịch vào tổ dự án nguyên thần xem như đã phát huy không ít tác dụng hiện tại đối mặt với không hòa huỳnh có loại tâm mệt mỏi của cha già tâm mệt mỏi đồng thời càng là một loại lo lắng ta bây giờ cũng có thực lực không tầm thường dứt khoát đến muôn ra xem có thể hỗ trợ hay không cho dù không giúp được âm thầm bảo vệ cũng có thể đúng như vậy mới có thể vạn vô nhất thất diệp tịch yên tâm vì thế buông bác đổ xuống nói tổng biên tập đại nhân ta có một chuyện muốn nói với ngài thần tử lúc này bác trọng thần tử vì quyết định này của diệp tịch mà rơi vào kinh ngạc diệp tịch muốn rời khỏi vợ gạo nhưng mình làm sao bây giờ cô không dám tưởng tượng cuộc sống không có dịp tịch hiện tại ảnh lâm vào chấp nhất đối với vĩnh hằng đem chính mình phong bế ở trong một lòng tịnh thổ lưu lại một mình chính mình vô cùng cô độc cùng tịch mịch hơn nữa hiện tại cô đã hoàn toàn thích ứng với những ngày dịp tịch ở bên cạnh đột nhiên lại chia tay như vậy không tuyệt đối không được vạn nhất dịp tịch rời khỏi vợ gạo ở bên những người phụ nữ bên ngoài thì làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới cam vũ, vưu lạp, khắc tình mà dịp tịch tâm tâm niệm niệm, trong lòng cô giống như ngâm mình trong bình giấm chua. Chương không ba Tay nắm vụ nổ hạt nhân, dọa ngốc thần tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 04 Muốn đi có thể, nhìn ra đần Shogun cùng không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Muốn đi có thể, xem lôi điện tướng quân có đồng ý hay không thần tử đại nhân. Thần tử đại nhân ngươi không sao chứ? Chuyện gì xảy ra, tại sao lại nổ? Lúc này, minh thần đại xả vọt vào một đống vu nữ, đều ném tới ánh mắt sợ hãi cùng lo lắng. Từ khi lôi điện tướng quân phong bế vợ gạo, có thể làm ra nghị quyết trọng đại chính là bác trọng thần tử cho nên ở trong lòng các nàng bác trọng thần tử chính là người cầm quyền và hy vọng hiện tại của đạo thê nếu thần tử đại nhân xảy ra sai lầm gì các nàng liền xong đời nhưng khi các nàng liều lĩnh vọt vào đại xã đi tới dưới tàn cây thần anh nhưng lại thấy thần tử đại nhân tám tầng sùng kính lại lộ ra chín cái đuôi trốn ở phía sau một người đàn ông diệp tịch nhìn về phía đám vu nữ thản nhiên nói không cần lo lắng chúng tôi không sao các vu nữ nhất thời đưa mắt nhìn nhau tất nhiên họ quen biết diệp tịch từ khi thần tử đại nhân mang diệp tịch về ba năm trước thần tử đại nhân giống như biến thành một người khác lúc đầu để diệp tịch vào ở thần anh thụ họ cực lực phản đối đầu tiên lai lịch diệp tịch không rõ nhất là khi nhìn thấy trang phục của diệp tịch lúc đó không chỉ không hợp với vợ gạo thậm chí không giống như cách ăn mặc của thế giới này loại người này rõ ràng có vấn đề thứ hai. Dù sao thì đây cũng là thần minh thần đại xã, mỗi phù thủy đều phải giữ gìn sự thuần khiết. Một người đàn ông sống ở đây, làm sao được? Nhưng sau đó thần tử đại nhân khăng khăng như vậy, còn muốn mang diệt tịch theo bên người. Các nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, hơn nữa không thể hiểu được. Thần tử đại nhân thuần khiết, lại muốn cùng một người tha hương lai lịch không rõ như hình với bóng. Có đôi khi, các nàng thậm chí đang hoài nghi thần tử đại nhân có phải hay không chúng ta, âm thầm bị nam nhân này nắm trong tay. Bất quá về sau các nàng yên tâm. Bởi vì dịp tịch hoàn toàn không có thực lực. Nghe dịp tịch nói không có việc gì, các nàng đều nghi hoặc nhìn về phía bác trọng thần tử. Dịp tịch bất đắc dĩ nói. Hình như hơi quá đáng, xin lỗi, để cây thần anh đào rơi nhiều cánh hoa như vậy. Cây này mỗi ngày đều rụng rất nhiều hoa anh đào, nhưng phong ba lần này, thoáng cái đều sắp hói. Bởi vậy, Diệp Tịch có chút tội lỗi. Động tĩnh vừa rồi là do Diệp Tịch đại nhân gây ra. Không thể nào? Diệp Tịch đại nhân khi nào thì mạnh như vậy? Ta tưởng là thần tử đại nhân đang thi triển pháp thuật. Đám vu nữ kinh ngạc châu đầu ghé tai. Tuy rằng trước đây luôn xa lánh Diệp Tịch, nhưng sau này mọi người biết, Diệp Tịch không rõ lai lịch, thật ra là một người dịu dàng. Bất quá không nghĩ tới lúc ấy hoàn toàn không có cách nào thi triển nguyên tố lực người, lại làm ra vừa rồi cái loại này thủ bút. Cho dù là thần tử đại nhân bác trọng cũng không gì hơn cái này. Nói không chừng, cũng có thể đánh lôi điện tướng quân trở tay không kịp. Tiến bộ này cũng quá nhanh. Trong lúc nhất thời, các vu nữ đều ném tới ánh mắt hâm mộ. Bác trọng thần tử lúc này cũng hoảng sợ, bất quá rất nhanh thi triển yêu thuật mạnh mẽ khôi phục trấn định nàng là công ty của minh thần đại xã là người nói chuyện với vợ gạo hiện tại nếu như vẻ mặt của nàng xuất hiện vấn đề gì chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền khắp lúa vợ truyền lưu ra ngoài thần tử đại nhân đều sợ hãi các loại lời nói cứ như vậy mọi người đều lâm vào trong khủng hoảng nói thật cô có thể cảm nhận được vì sao bóng dáng luôn lạnh như băng bởi vì một động tác sẽ dẫn đến suy đoán của người khác ai các ngươi đi trấn an dân chúng đi. Bác Trọng thần tử đột nhiên thở dài một tiếng, khôi phục ngày xưa thần bí khó lường, hướng vu nữ nhóm hạ đạt mệnh lệnh. Động tĩnh vừa rồi không nhỏ, chỉ sợ vô số người vợ gạo đều bởi vậy mà bừng tỉnh. Nếu không có ai nói, chỉ sợ phía dưới sẽ sao động bất an. Bác Trọng thần tử không bỏ được dân của mình. Đám vu nữ đều lĩnh mệnh xuống núi. Kỳ thật chính như Bác Trọng thần tử phỏng đoán, giờ phút này đạo thê thành đã vô cùng sợ hãi vô số thành dân tỉnh lại đám thủ vệ rối loạn trận tuyến xảy ra chuyện gì nổ ở đâu ma thần tập kích sao cả thành phố đang hỗn loạn cửa hàng hoa thuốc lá nagano hara một thanh âm thiếu nữ tràn ngập tò mò truyền ra pháo hoa thật lớn a không đặt ở tế lễ thật đáng tiếc trấn thủ chi sâm yên tĩnh kinh động một mảnh chim chóc, hồ ly trên mặt đất chạy ngược chạy xuôi. Một cô bé đang ngủ bị đánh thức. ồn ào quá. Nếu không ngủ ngon, sẽ không cao nữa. Ngấy. Trong thần lý ốc đắp, một thiếu nữ mở mắt, nhìn về phía minh thần đại xã ngoài cửa sổ. Trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Tịch, xảy ra chuyện gì sao? Thông dân thôn ô điền cũng đều thắp đèn ánh lửa chiếu khắp mấy dặm, thanh âm càng vang tận mây xanh. Thiên lĩnh phụng hành, xã phụng hành, thâm định phụng hành, người của ba cơ quan quyền lợi lớn cũng đều bị dọa nhảy dựng. Hỗn loạn này, sợ là phải tiếp tục đến hừng đông. Lúc này, Minh thần đại xã, người khởi xướng cuộc bạo loạn này đã trở lại trong tiểu thiên địa. Bác trọng thần tử hoàn toàn rối loạn suy nghĩ, chỉ có thể cúi đầu, không cho dịp tịch nhìn vẻ mặt của mình nàng chuyển đề tài. Tịch, ngươi rõ ràng không có thần chi nhãn, tại sao lại có thể điều động nguyên tố lực khổng lồ như vậy? Cái này ta cũng không biết giải thích như thế nào. Người đều xuyên qua tới, không có điểm ngón tay vàng, ta nhưng là thật muốn chửi má nó. Diệp Tịch ngoài mặt cười khổ đáp lại bác trọng thần tử, trong lòng lại oán giận. Hắn nhắc tới chuyện rời khỏi vợ lúa, nhìn về phía quái vật lông phấn trước mắt, bình tĩnh nói tổng biên đại nhân, như vậy ngài có thể yên tâm chứ? Tôi ra ngoài tìm linh cảm, trở về mới có thể sáng tác câu chuyện tốt hơn. Ta. Ánh mắt bác trọng thần tử có chút né tránh, nàng phát hiện mình đã không tìm được lý do trói buộc dịp tịch. Nhưng cô thật sự không muốn dịp tịch rời đi. Thế giới bên ngoài hấp dẫn rất nhiều, cô lo lắng dịp tịch rời khỏi vợ gạo, sẽ quên cô. Nếu để cho dịp tịch biết ý nghĩ của bác trọng thần tử, hắn tám phần sẽ chăm chọc. Ở lại nơi này hấp dẫn mới nhiều. Một thần tử cũng đã chịu không nổi. Do dự một lúc, Kamiko thở dài, như thể đã đưa ra quyết định gì đó. Được rồi, tịch, anh đồng ý cho em đi. Nhưng mà... Không đợi dịp tịch thở phào nhẹ nhõm, bác trọng thần tử chuyển đề tài. Cậu phải đi nói lời tạm biệt với ảnh, xem cô ấy có thả cậu đi không. Sau khi nói xong, khóe miệng bác trọng thần tử đột nhiên có chút giảo hoạt. Thuộc về loại hồ ly mới có tâm nhãn xấu xa lại bắt đầu quấy phá. Cô không tin chị em tốt của mình lại dễ dàng thả diệt tịch ra. PS Phát hành sách mới quỳ xuống cầu một đóa hoa tươi, một tấm đánh giá phiếu, một tấm vé tháng, nếu có lập tức đổi mới. Cho mình hỏi thêm thông tin, xin vui lòng. Chương 05 Raiden E.I. Gấp, Ghen Mảnh Hồ Ly bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 06 Là cái gì che mắt cặp mắt của ta? a à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Điều gì đã che mắt tôi? Ồ, đó là chip phốt. Không thể lừa dối trái tim mình. Những lời này làm cho tay cầm dao của lôi điện ảnh đều hơi run rẩy. Ảnh nhi, suy nghĩ của em về tịch anh biết rất rõ bác trọng thần tử ông lấy cánh tay trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý nhưng lôi điện ảnh lại từ đó đọc ra ý ngã ngớn cảm giác xấu hổ nồng đậm làm cho ngón út của cô đều tê dại ta ta không có chỉ là muốn ăn ăn viên ba màu do chính tay hắn làm xem tiểu thuyết hắn viết bác trọng thần tử tiếp lời trong lời nói càng là trêu tức nàng cười hi hi bộ dạng nhìn thấu tất cả nói là cung tư ta rất rõ ràng một chuyện mọi người luôn thích tin những gì mình muốn tin cho nên có một số việc có thể chỉ là bạn không muốn nhìn thấy mà thôi lôi điện ảnh nghe vậy càng căm tức bị bác trọng thần tử tính kế luôn làm cho nàng rất không thoải mái nhưng cô không có cách nào phản bác thân là vợ lúa lôi điện tướng quân một trong bảy chấp chính trần thế nàng cư nhiên còn chưa nghe xong lời của bác trọng thần tử, liền mất khống chế đến rút đao hướng về phía mình. Rõ ràng chính là phá phong ngữ. Cái này còn giải vây như thế nào? Hừ. Một tên lúc trước bị đậu hủ dầu dụ dỗ, có thể nhìn thấy cái gì? Cho nên, anh và tịch, thật sự ở bên nhau. Lôi điện ảnh hít sâu mấy hơi, nhưng khi hỏi ra vấn đề này, vẫn không nhìn được hai tay siết chặt. Bác trọng thần tử trong lòng vui như nở hoa niềm vui thú lớn nhất của cô chính là khơi gợi khẩu vị của người khác đùa bỡn đối phương trong lúc vỗ tay bởi vậy ngay cả bạn thân nhất của cô cũng không buông tha bây giờ cô có chút tò mò nếu lôi điện ảnh biết chuyện dịp tịch chuẩn bị rời khỏi đạo thê sẽ phản ứng thế nào vì thế cô thản nhiên nói tịch nói anh ta định rời khỏi vợ gạo cái gì không được ảnh lại một lần nữa thốt ra Lần này căn bản không hề cố kỵ cái gì, mà nói như đinh đóng cột. Hắn không thể rời khỏi vợ lúa, không được đi đâu hết. Mệnh lệnh của ngươi có ích lợi gì? Tịch nếu thật sự muốn đi, chúng ta ai cũng ngăn không được, điểm này trong lòng ngươi biết rõ. Bác Trọng thần tử bất đắc dĩ khoát tay, nhìn về phía bạn tốt. Cho nên phải xem biểu hiện của ngươi, chỉ cần ngươi ở lại với hắn là tốt rồi. Hắn vì sao đi? Muốn đi nơi nào? Nghe được câu hỏi của lôi điện ảnh, thần tử nói. Ngay từ đầu hắn nói muốn đi tiểu thuyết lấy tài liệu, bất quá trong lòng lại nghĩ đến chuyện kia. Nói đến đây, phim trai sẽ hiểu. Về chuyện dịp tịch tâm tâm niệm niệm, cô đã sớm nghe lén tiếng lòng mà biết được một ít. Đúng vậy, cô cũng có thể nghe được tiếng lòng của dịp tịch. Lần đầu tiên gặp dịp tịch, cô đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Thân là một trong bảy chấp chính của Trần Thế, nàng lập tức hiểu được tình huống phải đối mặt sau đó cô nghe được rất nhiều đánh giá của diệp tịch về mình cùng với thưởng thức cách ăn mặc của mình liền đồng ý chuyện diệp tịch ở lại với vợ gạo sau này ở chung cô hiểu được nhiều thứ hơn từ diệp tịch ví dụ như thế giới này là hư cấu ngay từ đầu tự nhiên khó có thể tiếp nhận nhưng nàng theo đuổi chính là vĩnh hằng ngoại giới như thế nào cùng vợ gạo có quan hệ gì cho tới bây giờ chuyện nàng biết không ít hơn so với bác trọng thần tử. Đồng dạng cũng biết, về nhân vật chính huynh muội giáng lâm thế giới sự tình. Nghe nói dịp tịch vì chuyện này mà rời đi, sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng. Lúc này bác trọng thần tử cũng thu hồi tâm trêu đùa, trịnh trọng nói. Ảnh nhi, trước mắt mà nói, có thể nghe được âm thanh của tịch tâm linh, trước mắt mà nói chỉ sợ chỉ có hai người chúng ta, nhưng không thể cam đoan có thể có những người khác cũng có thể biết bí mật của tịch, nhất là nữ nhân hay không cậu nên biết ở liên nguyệt và muôn ra còn có rất nhiều người tịch quan tâm nếu hắn rời khỏi vợ gạo chỉ sợ sẽ không bao giờ trở lại năm đó cô cũng tự hỏi có phải chỉ có mình mình nghe được tiếng lòng của dịp tịch hay không vì vậy cô cố ý tìm mấy vu nữ ở chung với dịp tịch sau đó hỏi họ có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái hay không nhưng các phù thủy không nghe thấy mà khi cô đưa dịp tịch tới trước mặt lôi điện ảnh cô chú ý tới hình ảnh vẫn luôn nghiêm túc, cương nhiên lúc ấy xuất hiện một chút lúng cuốn cùng bối rối. Khi đó cô đã biết, phim bom tấn cũng có thể theo dõi tiếng lòng của Diệp Tịch. Sau khi Diệp Tịch rời đi, cô lập tức nói chuyện này với ảnh. Lúc này lôi điện ảnh đã có quyết định của mình, cô đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cho nên, anh không ở cùng tịch. Ngẫm lại cũng đúng, tịch làm sao lại thích một con cáo thúi không ai thích một con cáo trừ khi tâm trí của anh ta không bình thường. Hừ. Lần này bác trọng thần tử xù lông rồi. Cô không nghĩ tới lúc này, lôi điện ảnh lại cười nhạo cô. Cứ nhiên bị hòa nhau một ván. Cố nén không có phá phòng, bác trọng thần tử ra vẻ bình tĩnh. Nhưng cái đuôi thẳng tắp phía sau cũng không giấu được ánh mắt của Ray trong phim. Cho dù sắc mặt trang trí cỡ nào, cái đuôi cũng tương đối thẳng thắn lôi điện ảnh khinh miệt cười. Đuôi lộ ra rồi, thần tử. Được rồi, ta đã có biện pháp giữ tịch lại rồi. Hẹn gặp lại không gian giống như sóng nước dập dờn, chờ bác trọng thần tử kịp phản ứng, đã bị bắn ra tiểu thiên địa. Bác trọng thần tử tức giận không nhịn được dậm chân. Cái đuôi làm sao có thể tự mình chạy ra? Tức chết đi được. Không nghĩ tới lại rơi vào hạ phong, điều này làm cho bác trọng thần tử nội tâm rất là không thoải mái. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Là ai? Ai ở nơi đó? Đám thủ vệ bên người ngoài cửa áo chất chúng rốt cục nhận ra không thích hợp. Thích khách. Bảo vệ tướng quân đại nhân. Chúng ta thề sống chết thủ hộ tướng quân. Bác trọng thần tử nhướng mày, thi triển yêu thuật, biến mất trong phòng. Nhật Nguyệt thay thế. Sương sớm từ đầu cành lá xanh xa xuống, ánh mặt trời một lần nữa chiếu lên mảnh đất của vợ gạo. Trải qua hỗn loạn buổi tối, người của Tam Đại Phụng Hành cuối cùng cũng trấn an được dân thành. Ngọn lửa trên bầu trời được giải thích thành pháp thuật của cung tư đại nhân, bởi vậy mọi người mới bình phục lại. Ảnh hướng sơn, minh thần đại xã. Thân ảnh màu hồng nhạt chui vào trong tiểu thiên địa của thần anh thụ, động tác có chút thành thạo. Lúc này dịp tịch còn đang ngủ say, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu lên giường trên tấm ga trải giường màu trắng, xuất hiện bóng dáng lỗ tai cáo. Sau đó, Diệp Tịch cũng cảm thấy có chút trung động. Đi theo tôi và nói, ba, hai, một, hai, ba, ta, nhanh lên. Giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai, ý thức Diệp Tịch dần tỉnh táo lại. Sau đó, hắn liền thấy bác trọng thần tử đang đứng ở đầu giường xô đẩy hắn. Điều gì đã che mắt tôi? Ồ, đó là chip phốt. Chương 7 mở mắt ra, tóc hồng hồ ly lại giường của ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 08 Kamisato Aaka tới gõ cửa, tâm tư thiếu nữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 09 Bởi vì dịp tịch, thần tử tối hôm qua ngủ không ngon. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Kamisato Aaka Ta đã đến đính hôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.